Trong cuộc sống mấy ai hay, có người luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng thể biết nghĩ tới ai. Cuộc đời này còn gì là chân lý? Con đường ta cứ bước đi, chạy đầy gai biết sẽ không hề dễ dàng. Không từ bước trước nguy nan, xin trời cao hãy hiểu cho lòng tôi. Chuyện đời nào được như ước mong, những người hiền thường thua thiệt cái ác. Thật thà phải chịu như thế sao? Tôi không cam tâm đi như thế, người ơi. Chỉ vì tôi hay thật thà, thường thua thiệt người ta. Chẳng mong ai giúp tôi để rồi trách ai giờ đây. Người ta mang hận thù lòng thiếu nhân, sống ở đời làm người ai làm thế. Đời đã cho ta hiểu rằng cuộc sống thật trái ngang, ngày sau có mất đi cũng là cái vui mà thôi. Để được chi tình người mới quý hơn, sống thân thà thương thua thiệt người ta. Trong cuộc sống mấy ai hay, có người luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng thể biết nghĩ tới ai. Cuộc đời này còn gì là chân lý? Con đường ta cứ bước đi, chạy đầy gai biết sẽ không hề dễ dàng. Không từ bước trước nguy nan, xin trời cao hãy hiểu cho lòng tôi. Chuyện đời nào được như ước mong, những người hiền thường thua thiệt cái ác. Thật thà phải chịu như thế sao? Tôi không cam tâm đi như thế, người ơi. Chỉ vì tôi hay thật thà, thường thua thiệt người ta. Chẳng mong ai giúp tôi để rồi trách ai giờ đây. Người ta mang hận thù lòng thiếu nhân, sống ở đời làm người ai làm thế. Đời đã cho ta hiểu rằng cuộc sống thật trái ngang, ngày sau vắng mất đi cũng là cái vui mà thôi. Để được chi tình người mới quý hơn, sống thật thà thương thua thiệt người ta. Chỉ vì tôi hay thật thà, thường thua thiệt người ta. Chẳng mong ai giúp tôi để rồi trách ai giờ đây. Người ta mang hận thù lòng thiếu nhân, sống ở đời làm người ai làm thế. Đời đã cho ta hiểu rằng cuộc sống thật trái ngang, ngày sau có mất đi cũng là cát bụi mà thôi. Để được chi tình người mới quý hơn, sống thân thà thương thua thiệt người ta.